Đại lộ Champs-Elysées tại Paris gần như vắng lặng, chỉ có xe cảnh sát tuần tra trên đường. Tại quảng trường Times Square ở New York, quả cầu đếm ngược thời gian trước lúc giao thừa cũng được hạ xuống, nhưng trước một cử tọa lưa thưa. Cầu cảng Sydney ở Úc cũng rực rỡ pháo hoa vào lúc nửa đêm, nhưng mọi đám đông tụ tập đến xem đều bị giải tán. Trong lịch sử hiện đại, chưa bao giờ năm mới dương lịch lại được thế giới chào đón một cách lặng lẽ lạ thường như vậy, nhất là tại châu Âu và châu Mỹ. Riêng ở châu Á, không khí có phần náo nhiệt hơn. Tại một vài nước hiếm hoi, nhưng nhìn chung, các nơi đều tự kềm chế để tránh làm mồi cho con virus gây dịch COVID-19. Phải nói là vì con virus này, chưa bao giờ thế giới lại bị điêu đứng như trong năm vừa kết thúc. Trong tình hình đó, vào lúc bước qua năm 2021, nước nào cũng muốn đẩy hẳn năm 2020 về phía sau để đón năm mới một cách hào hứng với nhiều hy vọng hơn. Thế nhưng dịch bệnh vẫn còn đó, thậm chí còn hoành hành dữ dội trở lại ở nhiều nơi, buộc các chính phủ trên khắp thế giới phải kêu gọi người dân tuyệt đối tránh những bữa tiệc linh đình hay những cuộc tập hợp đón năm mới tưng bừng trên đường phố. Trong số các khuyến cáo được chính quyền các nước tung ra, có một câu nói rất có ý nghĩa đến từ Stephen Powys, một quan chức lãnh đạo cơ quan y tế quốc gia của Vương quốc Anh. Xin trích: COVID rất thích đám đông, vì vậy đừng nên vội tiệc tùng. Nhân vật này đồng thời kêu gọi mọi người ở nhà vào đêm giao thừa. Khuyến cáo không tụ tập đông người được rất nhiều nước ở châu Âu và châu Mỹ biến thành luật, với lệnh giới nghiêm cấm đi lại và tụ tập được áp dụng tại hầu hết những thành phố có truyền thống đón mừng năm mới một cách sôi động, từ Paris, London cho đến Milano, Madrid. Tình hình dịch bệnh phức tạp tại châu Âu với sự xuất hiện của biến thể COVID-19 mới có sức lây lan cực mạnh đã khiến lễ hội đón giao thừa bị hủy bỏ hẳn hay mất đi tính chất tưng bừng náo nhiệt thường thấy. Hình ảnh biểu tượng cho tình trạng này là đại lộ Champs-Elysées tại Paris, thủ đô nước Pháp, nơi vẫn thường tiếp nhận hàng trăm ngàn người từ khắp nơi trên thế giới đổ về vào đêm giao thừa. Vào tối hôm qua, hầu như không một bóng người. Trên đường chỉ toàn là cảnh sát tuần tra. Lệnh giới nghiêm được áp dụng từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng để hạn chế đà lây lan của virus corona đã biến đại lộ cực kỳ sinh động này thành một nơi hoàn toàn vắng vẻ. Tất cả những lễ hội thường thấy trước đây nhân dịp giao thừa đều bị hủy bỏ. Lệnh giới nghiêm kể từ 22 giờ tối và quyết định cấm tụ tập đông người cũng được chính quyền Ý ban hành, kể cả vào dịp Giáng sinh vừa qua và năm mới, cũng đã làm cho Milano, thủ đô kinh tế của nước này, trở nên hoang vắng lạ thường vào đêm 31 tháng 12. Tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, quang cảnh ảm đạm tương tự cũng được ghi nhận. Và cũng giống như tại Pháp, cảnh sát đã được huy động để ngăn chặn không cho bất kỳ ai tụ tập ngoài đường phố để đón chào năm mới. Tại Anh, chính quyền đã ra sức khuyên nhủ người dân đón năm mới ở nhà và chỉ trong nội bộ gia đình mà thôi, tránh hẳn việc tổ chức tiệc tùng ở nhà người khác, dù với người thân hay bạn bè. Tại Mỹ, New York cũng trở nên yên ắng khác thường vào tối giao thừa. Quả cầu pha lê đếm ngược thời khắc giao thừa vẫn được hạ xuống. Nhưng thay vì hàng trăm nghìn người chen chúc nhau ở quảng trường Times Square để chứng kiến, thì chỉ có vài chục khán giả được chọn lọc là được quyền có mặt. Nếu không khí đón giao thừa ở châu Âu và châu Mỹ rất ảm đạm, thì tình hình châu Á sôi động hơn, nhưng lại mang tính chất rất tương phản nhau. Có nơi cực kỳ sôi động, nhưng cũng có nơi lặng lẽ như phần còn lại của thế giới. Pháo hoa đã nở rộ trên bầu trời rất nhiều nơi ở châu Á vào tối hôm qua, từ New Zealand, Đài Loan, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên cho đến Việt Nam, Singapore. Điều được giới quan sát ghi nhận trước tiên là có nhiều nước đã đón mừng năm mới một cách gần như bình thường, như thể dịch COVID-19 chưa hề xảy ra. Tại những nơi như New Zealand, Việt Nam, Đài Loan, thậm chí là Vũ Hán ở Trung Quốc, không khí tưng bừng như lễ hội này còn có thể hiểu được, vì đấy là những nơi đã khống chế tốt được dịch
COVID-19. Thế nhưng, việc Bắc Triều Tiên cũng rầm rộ tổ chức lễ hội tụ tập đông người vào tối giao thừa hôm qua đã làm dấy lên nhiều phản ứng hoài nghi. Về mặt chính thức, Bắc Triều Tiên là nước luôn khẳng định mình không hề bị dịch COVID-19. Tuy nhiên, do chính sách ngăn chặn thông tin cực kỳ chặt chẽ của nước này, các lời khẳng định của Bình Nhưỡng không mấy được tin tưởng. Đặc biệt trong bối cảnh, tất cả các láng giềng bao quanh Bắc Triều Tiên đều bị virus corona tàn hại, từ Trung Quốc cho đến Hàn Quốc. Tương phản hoàn toàn với không khí tưng bừng tại các nước nói trên, ở nhiều nước Đông Nam Á hay Nam Á, từ Indonesia, Philippines cho đến Ấn Độ, bầu không khí có thể nói là ảm đạm bao trùm. Các sinh hoạt lễ hội hầu như không có, trong lúc lệnh giới nghiêm cũng được ban hành ở nhiều nơi để chống dịch. Tại Ấn Độ chẳng hạn, chính quyền New Delhi đã giới hạn các cuộc tụ tập ở nơi công cộng ở mức 5 người và áp đặt lệnh giới nghiêm qua đêm từ 11 giờ đêm vào ngày 31 tháng 12 cho đến 6 giờ sáng ngày đầu năm mới. Các hạn chế cũng đã được áp dụng ở Mumbai và Bengaluru. Chính quyền Mumbai chẳng hạn còn dùng đến máy bay không người lái để giám sát. Trong toàn cảnh nói trên, có một nhóm nước thứ ba cũng cố gắng duy trì truyền thống, nhưng trong tinh thần cảnh giác cao độ, như trường hợp của Úc chẳng hạn. Tối giao thừa, màn bắn pháo hoa truyền thống nổi tiếng thế giới của Úc đã thắp sáng bầu trời phía trên nhà hát opera và cầu cảng ở thành phố Sydney. Tuy nhiên, màn bắn pháo bông đã được thu ngắn chỉ còn 7 phút, trong lúc mọi người bị cấm tụ tập dọc theo bến cảng, trừ phi họ đến các địa điểm được quy định, nơi số khán giả bị giới hạn chặt chẽ.